Huấn luyện viên Philippe Chaussier hứa hẹn mang lại cho bóng đá Việt Nam những điều mới mẻ, trước hết là sự chuyển đổi ở tư duy chơi bóng hiện đại, cởi mở và chủ động hơn. Sau 6 tháng ngồi ghế chỉ đạo đội tuyển và U23 Việt Nam, ông Chaussier cùng cầu thủ mới trải qua một giải đấu chính thức, đó là SEA Games 32. Đây cũng là thước đo hiếm hoi cho đến lúc này mà giới chuyên môn có thể nhìn vào để đánh giá triết lý huấn luyện, cũng như tư duy chiến thuật mà ông Chaussier muốn áp dụng ở Việt Nam. Dưới thời nhà cầm quân người Pháp, U23 Việt Nam đã trình làng lối chơi mới mẻ ở sân chơi SEA Games dựa trên triết lý nền tảng là kiểm soát bóng. Huấn luyện viên Chaussier yêu cầu học trò thực hiện nhuần nhuyễn những kỹ thuật cơ bản của lối chơi kiểm soát như chuyền bóng, nhận bóng, di chuyển vào khoảng trống để mở ra hướng chuyền cho đồng đội. Với phù thủy trắng, các cầu thủ phải chuyền bóng chính xác và có ý đồ. Mỗi động tác chuyền hay nhận bóng đều ẩn chứa dụng ý phát triển lối chơi. Thay vì đá bóng dài, bóng bổng, ông Chaussier muốn học trò triển khai bóng tuần tự để hóa giải sức ép của đối thủ, rồi tấn công vào khoảng trống nhờ những pha đập nhả, phối hợp, hoán đổi vị trí liên tục. U23 Việt Nam phần nào cụ thể hóa ý tưởng chiến thuật của phù thủy trắng khi phối hợp triển khai bóng, tấn công tuần tự dù gặp những đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia. Trong bối cảnh phần lớn cầu thủ không được ra sân thường xuyên ở V-League hoặc chỉ đá ở giải hạng nhất, chưa kể ông Chaussier chưa có nhiều thời gian nhào nặn lối đá thì vị trí thứ 3 của U23 Việt Nam là chấp nhận được. Cũng nhờ hành trình tại Campuchia, ông Chaussier mới nhận ra học trò, cùng chiến thuật ông lựa chọn còn tồn tại khiếm khuyết nào. U23 Việt Nam quả thực đã nỗ lực làm tốt khâu kiểm soát, nhưng là khi có bóng trong chân. Lối chơi kiểm soát yêu cầu cả sự chủ động của đội bóng ngay cả khi không có bóng. Tức là khi đối thủ cầm bóng triển khai tấn công, các cầu thủ sẽ phải dàn đội hình gây áp lực, bọc lót, tổ chức phòng ngự thế nào. Ở khâu này, U23 Việt Nam chưa làm tốt. Các cầu thủ lúng túng khi kèm người, vây giáp đối thủ, yếu trong các tình huống đối đầu trực diện. Chiến thuật cũng là một phần nguyên nhân, bởi như ông Chaussier khẳng định, lối chơi kiểm soát bóng yêu cầu toàn đội phải mở rộng đội hình và dâng cao, do đó lộ khoảng trống là tất yếu. Hai chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 trước các đội Hồng Kông và Syria giúp phù thủy trắng có những bước đầu hứa hẹn cùng đội tuyển Việt Nam. Nếu ở cuộc so tài với đội Hồng Kông, các cầu thủ phần nào lúng túng với lối chơi mới, chưa khớp nhịp di chuyển và phối hợp, mắc nhiều sai sót ở hàng phòng ngự, thì trận gặp đội Syria là phiên bản hoàn chỉnh hơn như mong đợi của huấn luyện viên Chaussier. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận, thi đấu chủ động và chặt chẽ, kiên trì dùng những đường chuyền ngắn, đảo biên, chuyển cánh liên tục khiến đối thủ Tây Á bối rối. Dù kết quả các trận giao hữu chỉ mang tính tham khảo, nhưng bước khởi đầu này là cần thiết để ông Chaussier chiếm được niềm tin của giới mộ điệu về con đường mà ông đã chọn cho bóng đá Việt Nam. Lối chơi kiểm soát bóng đòi hỏi nhiều yếu tố mà có thể các cầu thủ chưa đáp ứng được ở thời điểm này. Tuy nhiên, đó là thay đổi bắt buộc nếu đội tuyển Việt Nam muốn hướng tới mục tiêu dự World Cup. Mọi đội bóng dự World Cup đều có phong cách thi đấu chủ động, bài bản và lớp lang trong khâu kiểm soát bóng cũng như duy trì thế trận. Đội tuyển Việt Nam cần chuyển dịch sang lối chơi này, dẫu để thay đổi tư duy phòng ngự phản công đã bén rễ trong nhiều năm, ông Chaussier cần thời gian. Điểm thú vị dưới thời ông Chaussier, ngoài chiến thuật mới mẻ thì còn là cách ông thầy người Pháp đảm bảo công bằng giữa đội tuyển Việt Nam và U23. Hai đội tập trên cùng mặt sân, tuân thủ cùng giáo án, được đánh giá cùng thang đo. Ông Chaussier nhấn mạnh việc phân chia đội chỉ có ý nghĩa trên giấy tờ. Còn trên sân, khoảng cách giữa các trụ cột đội tuyển và lứa trẻ bị xóa nhòa. Cầu thủ nào đáp ứng điều kiện sẽ được trao cơ hội. Ở các trận gặp Hồng Kông và Syria, nhiều tài năng trẻ như Văn Tùng, Văn Toản, Văn Khang, Thái Sơn, Tuấn Tài được tin dùng, chưa kể một số tân binh được đôn lên từ V-League. Với công thức hai đội tuyển một mục tiêu, ông Chaussier đã sẵn sàng tạo ra tập thể đông đảo và giàu tính cạnh tranh cho tham vọng World Cup. Trong nhiều năm gần đây, Quế Ngọc Hải luôn là nhân tố không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam. Trung vệ đang khoác áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An từng đeo băng thủ quân trong thời gian dài, đã nếm trải vinh quang, trải qua nhiều thăng trầm cùng đội tuyển dưới thời ông Park Hang-seo. Khi ông Chaussier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hành trình hướng đến World Cup, trung vệ 30 tuổi khẳng định vị huấn luyện viên người Pháp chính là sự lựa chọn phù hợp nhất cho bóng đá Việt Nam vào lúc này. Tôi hy vọng kinh nghiệm huấn luyện những đội tuyển mạnh, trong đó có Nhật Bản của ông Chaussier sẽ giúp bóng đá Việt Nam có một cú hích tích cực. Quế Ngọc Hải bày tỏ và hy vọng vị huấn luyện viên 68 tuổi sẽ giúp U23 cũng như đội tuyển Việt Nam bay cao hơn ở châu lục và xa hơn nữa là chạm đến World Cup 2026.